Hello các bạn, welcome to Nails Life with Catherine. Video trước, mình đã hướng dẫn cho các bạn cách tập đọc các câu nói tiếng Anh cho pedicure, xác định loại service, độ dài và shape. Video này là những câu tiếng Anh tập đọc cho phần cắt da. Có một câu nói không có really quan trọng cho quá trình làm, nhưng mà nếu mà nói được cái câu này thì khách rất là an tâm, nếu có thể. Tất cả dụng cụ ở đây đều được tiệt trùng. All implements here are sterilized. All implements here are sterilized. All implements here are sterilized. Chữ implement có thể được thay thế bằng chữ tool. Tool, tool, tool. All tools here are sterilized. All tools here are sterilized. Sterilized, sterilized. Nhưng mà khi mình đọc nhanh, sterilized, 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 sterilized. Sterilize, sterilize, sterilize. All tools here are sterilized. Tất cả dụng cụ ở đây đều được tiệt trùng. Chúng tôi tuân thủ luật lệ vệ sinh của ngành thẩm mỹ. We follow state board's requirements. We follow state board requirements. We follow state board's requirement. Sau chữ state board có chữ phẩy S vì nó là sở hữu những cái luật lệ của ngành thẩm mỹ. State board là hội đồng quản trị của tiểu bang. Requirements thường thường dịch nghĩa đúng là yêu cầu. Chúng tôi làm theo và chúng tôi tuân thủ những cái yêu cầu của tiểu bang. We follow state board's requirements. We follow state board's requirement. Tất cả dụng cụ ở đây đều được tiệt trùng. Chúng tôi tuân thủ luật lệ vệ sinh của ngành thẩm mỹ. All tools here are sterilized. We follow state board's requirements. Vui lòng nói cho tôi biết nếu tôi làm bạn đau. Please let me know if I hurt you. Please let me know if I hurt you. Please let me know if I hurt you. Hurt, hurt, hurt. Please let me know if I hurt you. Let me know là nói cho tôi biết. Please là làm ơn, là cách nói lịch sự. Please let me know. Làm ơn nói cho tôi biết. If là nếu. I hurt you, tôi làm bạn đau. Please let me know if I hurt you. Tôi có làm bạn đau không? Am I hurting you? Am I hurting you? Hurting là động từ thêm ing, có nghĩa là đang làm một cái gì đó đau. Hurting, đang làm đau. Am I hurting you? Am I hurting you? Mình không có nói hurting. Nó rất là nặng. Nhưng mà mình nói hurting. Hurting. Am I hurting you? Am I hurting you? Chữ ngắn hơn. Hurt. Hurt. Lên giọng. Hurt. Hurt. Có nghĩa là bạn có đau không? Hurt. Hurt. Cho mày hurt. Hurt nha. Uống cái lưỡi lại. Hurt. Hurt. Nếu mà khách nói you are okay, you are okay có nghĩa là bạn ok đó. Hoặc là mình khi mà mình hỏi hurt không, thì khách nói a little, a little, a little là little đó. Nhưng mà mình không có nói little, nhưng mà mình nói a little có nghĩa là một chút xíu, đau chút xíu. Hoặc là khách có thể nói you are too rough, có nghĩa là khách đã tỏ thái độ không bằng lòng vì mình làm đau quá. Bạn thô bạo quá.
You are too rough. 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 You are too rough. You are too rough. Có nghĩa là quá rồi đó. Khi đó mình sẽ nói sao? Mình sẽ xin lỗi. Tôi sẽ cẩn thận hơn. Sorry, I'll be careful. Sorry, I'll be careful. Xin lỗi. I'll be là tôi sẽ. More là hơn. Careful là cẩn thận hơn. Sorry, I'll be careful. Sorry, I'll be careful. Sorry, I'll be careful. I will be đó. Nhưng mà mình đọc nhanh, ngắn hơn thì mình đọc I'll be careful. I'll be more careful. Bạn có da sơ nhiều quá, nhớ đừng có xé nha. I see that you have a lot of hangnails. Try not to pick at them. I see that you have a lot of hangnails. Try not to pick at them. I see. Chữ I see mình cũng không có nhất thiết phải có. You have a lot of hangnails. Hangnail là da sơ. You have a lot of hangnails. You have a lot of hangnails. You have a lot of hangnails. Nhớ đừng có xé nha. Try not to pick at them. 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 Có những chữ mà mình nhấn mạnh cái âm cuối đó, giống như là chữ pick, nó có âm ca ở sau cùng, thì các bạn nhớ phát âm cho nó đúng như vậy nha. Try not to pick at them. Chân của bạn khô quá, cố gắng dùng lotion thường xuyên nha. Your feet are dry. Try to put lotion on often. Your feet are dry. Try to put lotion on often. Chữ dry, khô. Và chữ try, cố gắng, nó hơi hơi giống nhau chút xíu. Một cái là dry, dry, dry. Còn gì, chữ kia là try, try, dry. Còn cái này là dry. Dry. Your feet are dry. Try to put lotion on often. Your feet are dry. Your feet are dry. Your feet are dry. Cố gắng dùng lotion thường xuyên nha. Try to put lotion on often. Try to put lotion on often. Try to put lotion on often. Often là thường xuyên. Kết thúc của việc cắt da thì mình sẽ buffer cái móng và bỏ cuticle oil lên. Cuticle oil. Cuticle oil là thường thường mình đọc như vậy. Nhưng mà mình không có đọc cuticle oil, mà mình đọc cuticle. Cuticle là da. Cuticle. 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 Oil. 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 Cuticle oil. Cuticle oil. Cuticle oil. Bạn có thể bỏ chân này xuống bồn được không? You can put this feet in the water. You can put this feet in the water. Câu ngắn hơn. In the water, please. Mình chạm vào cái chân đó và nói in the water, please. In the water, please. In the water, please.
in the water, please. In là vào trong. The water, please. In the water, please. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và nhất là đã comment. Cảm ơn những lời động viên và khích lệ của các bạn. Nhờ những cái comment đó mà mình hiểu được phần nào nhu cầu của các bạn để có thể soạn những bài học có ích lợi. Các bạn giúp mình share những video này ra nhé. Có thể ai đó sẽ cần. Và nếu đã subscribe rồi và muốn đón xem những cái clip tiếp theo thì các bạn nhớ nhấn chuông thông báo nhé. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ và thỏa lòng.